Tại con là lúc ban đầu làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. Con thì hay điểm danh. Điểm danh đó là cái bạn Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sao nghỉ học hoài. Như giống giống kiểu bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao? Cái sốc không? Ông ảo tưởng cho đâu là mình thích ổng hay gì? Thường mà ngủ mà giữa vui da như vậy, lúc như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không. Biết nghe. Dạ lúc đó con thấy bạn đẹp không? Lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ có rồi. Tại vì bạn này theo con thấy là được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy, con phải ngủ. Chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. Cái lúc đó thì con xỉn rồi, con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó, cái con tỏ tình là con hít thương. Mà con bổ sung thêm cho mấy bạn. Ông vừa mới nói xong cái tự nhiên ông kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn và ông say á, cái ông ra hết. Ôi ở luôn. Là ông vừa mới cầm hít thương cái ông làm vậy lên lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao là hít hay là không. Con tên là Võ Văn Công, 26 tuổi. Hiện đang làm việc tại một công ty bia. Con đến từ Bình Dương. Bình Dương hả con? Thôi bây giờ mời con. Dạ em chào cô Hồng Vân, chào chú Huệ ạ. Con là Nguyễn Hoài Thương, năm nay 26 tuổi, con đến từ Bình Dương. Con làm nhân viên văn phòng và làm bạch thêm làm make up. Làm make up hả? Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi. Đó, câu chuyện tình của hai con. Lần đầu tiên các con gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tụi con gặp nhau là sau một năm học chung thì mới gặp nhau. Học chung đó là cấp mấy? Dạ, học chung đại học năm nhất. Nhưng mà học chung lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết. Dạ, không có ấn tượng gì. Tại vì các xa ngồi xa lâu, gặp thì nhau đó cũng ấn tượng gì. Thực sự cái đó là có. Tại con là lúc ban đầu làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. Cúp cua. Con thì cua. Hay điểm danh. Điểm danh đó là cái bạn Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sao nghỉ học hoài. Nghỉ học hoài luôn. Dạ. Mới đầu là để ý cái tên là việc cúp học rồi đến bao giờ thì để ý đến con người? Đến một lần đi đi chơi với ngoại khóa với cả lớp. Thì lúc đó thì hai vợ chồng lại bốc thăm chung một nhóm với nhau. Và tình cờ hơn nữa là ngồi chung ghế với nhau trên xe luôn. Cái lúc đó thì ra ngoài Phan Thiết thì bạn ấy có chụp hình và có kêu con chụp hình. Như giống giống kiểu ông bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao? Cái bị sốc đúng không? Ông ảo tưởng, ông tưởng cho đâu là mình thích ổng hay gì. Nhưng mà cái lần chụp hình đó là con có tạo được một ấn tượng gì với cô gái này hay không? Dạ không, mà lúc đó con cũng không có nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa hai đứa. Tại vì cứ nghĩ là mình chung nhóm mà mình chụp hình với nhau là bình thường thôi. Cái lúc mà đi về á thì ngồi kế bên thì bạn ngủ. Bạn ngủ rồi bạn dựa vô vai con. Trên quãng đường mà từ Phan Thiết về tới Bình Dương. Thường mà ngủ mà dựa vui da như vậy, rút như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không. Biết nghe luôn. Dạ lúc đó con thấy bạn đẹp không? Lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ có con. Tại vì bạn này theo con thấy là được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng nữa. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy vẫn ngủ. Chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. Ngủ ngon không con? Dạ ngon. Lắm đúng không? Tại vì thơm. Người bạn này thơm. Mà con thích con trai có cơ bắp nhá. Cái tự cho thấy nó chắc. Mê luôn. Là con mê luôn. Là ý là mê lúc đó là ngủ ngon thôi chứ phải mê không được đâu. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Giờ thì cũng có nhắn tin. Thì cứ nhắn tin như vậy một thời gian cái sau có những lần đi chơi nữa. Là rủ đi chơi. Sau nhắn tin bao lâu thì rủ đi chơi lần đầu tiên? Tới Noel mới bắt đầu đi chơi riêng. Là con chủ động coi như là con nhắn tin con rủ đi chơi riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Đi đâu? Đi cà phê. Dạ Noel thì đi cà phê, mình đi dạo phố vòng vòng cái trên Hữu Nhuận 1 nơi tụi con học đó. Rồi đi đến bao lâu thì con mới tỏ tình? Dạ tầm cũng 2 tháng 3 tháng sau. Ủa? Đừng có mình tỏ tình trước Noel chứ. Mình quen nhau trước Noel chứ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên mà con tỏ tình đó là con tỏ tình ở đâu? Con tỏ tình ở nhà, cái phòng trọ của bạn này bạn ở chung với một vài bạn nữa chung lớp. Cái lần đó thì lớp có tổ chức ăn uống rồi có uống một ít bia. Có men rồi đó. Vậy là mượn men để tỏ tình. Dạ. Cái lúc đó thì con xỉn rồi, con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó, cái con tỏ tình là con hít thương. Khoan, con bổ sung thêm giây phút này. Ông vừa mới nói xong cái tự nhiên ông kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn và ông say á, cái ông ra hết, ông ói luôn. Và ông vừa mới cầm hít thương cái ông làm vậy lên lúc lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao là hít hay là không hít. Con nghĩ là
vừa tỏ tình ta xong là ói liền, giống như nhìn vô mặt nó mắc ói. Dạ đúng rồi, kiểu kiểu như con mình bị tổn thương đó, trời đất, cái mặt cái mắt. Ủa sao trời tự nhiên nhìn tôi anh nói vậy, tổn thương đúng không con? Dạ đúng rồi, mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nữa, mà nhiều nữa. Lần đầu tiên mà tỏ tình mà bị ói, bị trục trặc. Dạ rồi sau đó tình yêu của mấy đứa, tình yêu thời sinh viên kéo dài bao nhiêu lâu? Kéo dài bao nhiêu lâu? Tới bây giờ khi tụi con đã cưới nhau được 6 tháng rồi là khoảng 6 năm 4 tháng và 20 ngày. Wow. Dạ. Yêu là suôn sẻ không? Có gây lộn đập lộn rồi có chia tay chia chân chia giò gì không? Ổng thì ổng không dám đập con đâu, cũng dám đập đồ đâu. Còn có giận nhau thì sau khi tụi con đi Nhật về thì có khoảng thời gian mà tụi con phải lo cho công việc với đi đâu, đi đâu? Đi Nhật Bản. À là hai đứa điên lược hai hả? Đứa cùng đi làm mà mới nói. Dạ, dạ đúng rồi. Vợ con đi trước con khoảng 6 tháng. Dạ. Rồi hai đứa cũng làm chung một nơi không? Dạ không, làm xa nhau. Dạ. Ở bên Nhật mà làm mà hai chỗ nơi khác nhau cũng xa. Không, nhưng mà đi xe lửa thôi đúng không? Dạ, xe lửa đây cũng để gặp nhau thôi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà các con đi qua bên đó là làm việc gì bên đó? Dạ con thì làm về công ty băng keo. Chồng con thì làm về nhôm cửa. Nhôm. Dạ. Nhưng mà ở bên đó bao lâu thì các con mới về? Con thì ở gần 2 năm. Chồng con thì hơn 1 năm. Nhưng mà lúc đó là khi mà ở bên Nhật là tụi con ở hai thành phố khác xa nhau. Dạ. Mà đi xe lửa thì mấy tiếng mới gặp được nhau? Con đi vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt là khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng. 3 tiếng mấy 4 tiếng. Dạ. Vậy là một tuần gặp nhau được mấy lần? Dạ không, con thì đi xe khoảng 2 tuần con đi một lần. Chồng con sẽ đi xe đạp từ nhà ra tới ga để rước con. Đã nhắc đến cái chuyện mà đi Nhật đó thì đó chỉ là một trong những cái kỷ niệm mà hai vợ chồng con sẽ nhớ suốt. Nhớ hoài, nhớ suốt cuộc đời đúng không? Tại vì cái lúc mà khi mà vợ con qua là cái chuyến tàu cuối cùng rồi, nó sẽ không còn nữa. Mà 12 giờ đêm á thì buổi tối bên Nhật nó rất là vắng, không có ai ngoài đường hết. Bữa trời mùa đông á, tuyết không có. Dạ, tuyết thì nó rơi dày nè, phải bờ tuyết mà đi. Mà hai đứa đi dưới trời tuyết vậy, nó đẹp. Đẹp đúng không? Kể là thấy đẹp quá em. Dạ, rất là đẹp. Từ lúc mà ở bên Nhật về là bao lâu rồi? Dạ, con về là tháng 7 năm ngoái. À. Là cứ 6 7 năm ngoái đúng không ta? Năm trước ta, năm trước. Năm trước nữa. Dạ, một trước năm dịch mà, đúng không? Đó. Về là cưới liền luôn hay sao? Dạ chưa. Về thì ba mẹ bên chồng cũng hối, cũng muốn cưới luôn. Nhưng mà hồi sau thì lại suy nghĩ lại thì từ từ. Cái tụi con quyết định là đi làm rồi trải nghiệm một thời gian. Rồi xong chuẩn bị tới là tính là sang năm nay cưới thì... Dịch. Qua Tết chả không? Không phải dịch mà là chia tay á. Cãi nhau chia tay. Ồ sao vậy? Lý do gì? Dạ tại có cái khoảng thời gian chia tay là tại vì hai đứa bệnh lo cho kiểu nhiều thứ quá. Cái thành ra con thấy ông này không quan tâm gì con hết trơn. Mà trong khi con về đi làm thì cũng nhiều anh tia. Mà ổng thì lại không quan tâm. Cái tự nhiên mình đã chẳng hỏi chứ, dạ thấy kỳ kỳ. Tại vì trong khoảng thời gian mà bên Nhật mấy 2 năm thì không có cãi nhau lần nào. Trong cái khó khăn thì không có cãi nhau. Dạ đúng rồi. Mà về lại gần nhau, làm như gần quá cái nó gây cũng như là nó phải kiếm chuyện để gây lộn. Dạ đúng. Nhưng mà sau đó thì quá giải được đúng không? Là tại vì dạ, con có giải thích không? Vì người ta phải lo tiền, ta nghiên cứu vợ. Dạ chứ lúc đó không phải là con không quan tâm vợ, mà tại vì cái áp lực từ công việc mọi thứ nó đến với mình nên là không còn được như cái lúc hồi bên Nhật. Nhưng mà cuối cùng thì các bà con cũng bước qua được cái việc đó để mà bây giờ làm vợ làm chồng. Dạ. Rồi thôi mình kết thúc lại cái trang lãng mạn đi. Trang kết thúc đi chị ạ. Tới cái trang này nó chuyển qua cái trang gọi là thực tế phủ phàng. Thực tế phủ phàng. Ủa nhưng mà các con là cưới nhau bao lâu rồi? 6 tháng luôn. 6 tháng. Dạ. Nhưng mà biết nhau 6 năm rồi. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ phải lòi ra một số tật xấu cái... nhưng mà lòi ra ào ào đúng không? Đó. Đâu nào coi có tật xấu gì không, kể cho con kể trước đó. Dạ vợ con thì tật xấu thì cũng ít nhưng mà chủ yếu là rất là bề bộn với tại tính con gái mà về mỗi khi đi làm về mệt, với lại bây giờ cũng đang có em bé nên là mệt rồi cứ văng chỗ này một cái chỗ kia một cái. Dạ. Mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. Bốn tháng rồi, chúc mừng. Như vậy là coi như không cho là tật xấu. Không là tật xấu luôn. Không phải, giờ tao lo này thay đổi không nữa. Không phải, tao mệt, nội tiết tố, tao thay đổi, tao mệt. Thôi, ủng hộ. Dạ, từ trước đó cũng có, nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. Nó dựng cãi chày cãi cối. Nó dựng cãi chày cãi cối là giờ nó bừa bộn. Thôi, vẫn rồi, chấp nhận, tật xấu bừa bộn. Sao nữa? Cứ nấu ăn thì con cứ phải ngoài sau rồi nấu trước, con ngoài sau dọn tiếp sao. À, đó là bừa bộn đó. Rồi, sao nữa nè, còn gì nữa không nè? Hay khó chịu thôi. Khó chịu là tại nội tiết tố thay đổi. Nhưng mà trước đó có khó chịu không? Dạ có. Khó chịu là bản chất rồi. Dạ. Nhưng mà khó chịu ở những ngày khó ở thôi chứ. Nhưng mà khó chịu nhưng mà có hành hạ em không? Có hay cằn nhằn em không? Dạ có, cái gì mà không vừa mắt là cằn nhằn con liên tục luôn. Rồi còn gì nữa? Ghen tuông đồ, bậy bạ đồ. Dạ ghen tuông thì con nghĩ là chắc không có bậy bạ, tại vì cái tính mà bạn em ăn vậy. Chứ là ghen đàng hoàng chứ phải ghen bậy bạ đúng không? Bạn ấy có một cái danh sách đen của bạn ấy, chỉ cần mà mấy người mà trong cái danh sách đen mà like Facebook hay là bình luận hay gì con là
kiếm vàng với con. Cái đó là ghen bậy bạ. Dạ. Nha, con phải xác định vô cái đó là ghen bậy bạ. Ghen vô thưởng vô phạt, ghen cảm tính. Ừ. Thôi vậy đó, Facebook luôn đi. Cái đó là rất những ngày khó ở mới vậy, nhưng ngày bình thường rồi. Bình thường cũng vậy luôn. Ngày bình thường học con không sao. Tới con đó. Tại vì cũng quen lâu rồi á, tới bây giờ lúc mà cưới về thì chị thấy có cái tật xấu là nóng tính á. Có lần ổng về ổng la con là tại vì con đi làm về cái con mệt con nằm á, xong rồi con ói, con mệt, cái con nằm con không phụ nó, không làm gì hết trơn á. Xong bữa đó không biết ổng bị gì á, xong ổng khó chịu, cái ổng kêu là sao mà ghét gì mà nằm mệt rồi như này thế kia, phải dậy để cho con nó khỏe chứ không có nằm được vậy á. Cái ổng la, cái con lúc đó con đang bực nữa, con mệt quá, cái con la lại, hai đứa cãi qua cãi lại xong giận nhau, tại vì con thấy là ông không có hiểu cảm giác nghén của mình. Dạ. Kỳ vậy, người đàn ông không ăn bầu. Cái đó là tại không phải vì con không hiểu tại sao vợ mình cứ bị như hoại vài mà mình không làm gì được. Mình sốc ruột quá đúng không con? Sốc ruột quá. Vợ con là từ hồi mà có bầu, phát hiện có bầu á, rồi lúc sau này gì con cũng làm hết á, kiểu gì cũng làm hết, mà cứ trải qua cái việc mà chứng kiến mỗi ngày thấy vợ cứ mệt rồi ăn không được ấy này kia, vật vờ mình rất là khó chịu, trong khi mình không biết để làm như thế nào để cho hết, hết đó, đúng không? Dạ. Mà không biết cách nói cho nên cuối cùng là dạ, đúng trở nên cái gì là gây ra chuyện đó. Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ trong lúc này là phải tâm lý nghe. Đúng dạ. Rồi. Biết vợ mình lúc này là phải nhường bà đi. À, dạ. Nghe con. Rồi sao chồng nữa con nè? Chồng con có lãng mạn không? Dạ lãng mạn chắc không có điểm nào luôn á, không có 10 điểm chắc không điểm. Trước giờ hay tặng quà tặng hoa và nói những lời yêu thương với con? Dạ nói yêu thương thì dạo này cũng bắt đầu có rồi, tại vì tập nói cho con á nên là nói luôn cho vợ. À. Dạ. Rồi về tập luôn đi con. Tập bắt đầu nói lời yêu thương rồi. Dạ. Bây giờ tập bắt đầu mua đồ tặng rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ nè. Dạ. Mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ con chỉ có một mong muốn là có những ngày mà chồng con mệt hay là gì chồng con nói, để có lúc đó con không phải bị khùng lên con chửi sản á. Rồi còn con mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì con cũng mong muốn vợ thay đổi là bớt bừa bộn lại thôi. À, chỉ có cái tật đó thôi. Dạ. Con. Cái mong muốn của chồng con là chính xác. Dạ. Tại vì á sau này á mình sẽ có con. Mà con biết không, khi mà mình có con á, cái đầu của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó con. Chăm con á, giờ mình phải làm cái gì đầu tiên nè. Trong lúc làm này á, thì cái gì phải tiếp theo nè. Dạ. Là nó giống như là bộ máy vi tính vậy đó. Dạ. Và phải cực kỳ gọn gàng. Tại vì con biết sao, đồ em bé hoặc đồ mình để đâu á, mình chỉ cần giói tay ra là mình lấy được cái điều mình mong muốn liền. Dạ. Con phải tập cái đó. Dạ. Thì con nó sẽ hưởng được hết những cái gì mà gọi là sung sướng nhất. Dạ. Đó là như vậy. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai con. Bây giờ mời hai con đến với cái phần hấp dẫn nhất của chương trình. Nghe cái âm của khán giả khi mà hai bạn bước ra đây không? Dạ. Hò reo rất là khí thế. Không biết mọi người hò reo là vì cái gì ạ? Đẹp đúng không? Tôi nhìn cái áo cô dâu rất đẹp. À. Anh đi mà thì đẹp, khen cái áo cô dâu đẹp. Chưa. Cô dâu đẹp. Đẹp. Cô dâu chú rể. Hai vợ chồng toát lên một cái vẻ rất là viên mãn. Đó. Dù là còn quá trẻ tuổi mà đã viên mãn rồi. Đó. Giống như anh Bin bây giờ vậy đó, lúc nào cũng viên mãn. Viên mãn và nói chung là viên mãn hoài chứ đừng có mãn hẳn. Rồi, chào hai em. Chào chị. Rồi, mời em giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lan Hương ạ. Năm nay em 28 tuổi. À, em làm nghề buôn bán ạ. Còn em? Em tên Tuấn Anh, hiện tại đang làm quản lý bên khách sạn. Em năm nay 28 tuổi. 28 tuổi luôn? Dạ vâng. Rồi bây giờ hãy kể cho nghe câu chuyện tình của hai bạn. Tụi em quen nhau cách đây 11 năm rồi. Ừ. Là năm đó em đang học lớp 11 thì em nhìn anh này ảnh xấu lắm. Vì xấu, vừa đen, vừa mụn nữa. Anh này không có đập cái mắt em. Ừ, nghĩa là bít cửa đó. Lúc đó em đã vậy thì nó phải mọc mụn chắc. Không chắc cái gu không phải gu mụn. À. Rồi dạ. Sao nữa? Một khoảng thời gian sau bắt đầu tụi em tốt nghiệp rồi. Cái ảnh hay qua nhà em hỏi em chơi á. Rồi xong bắt đầu tụi em mới nói chuyện lại với nhau rồi cái bắt đầu từ từ mới cảm thích nhau. Có nghĩa là cái ấn tượng của em lúc đầu gặp anh này là chưa có ấn tượng gì, chỉ biết là một bé trai gọi là mọc mụn và xấu xí. Dạ. Còn bé trai thì ấn tượng như thế nào vậy? Dạ có chứ chị, ấn tượng dữ lắm, vừa lùn vừa xấu mà vừa đen nữa. Trời đất ơi, sao hai vợ chồng này được cái tả cái giây phút ban đầu thật là gớm ghiếc. Dạ. Sao mà tiến tới với nhau được? Đó thì cũng qua chơi thường xuyên rồi qua lại cái gặp ngày này qua ngày nọ rồi bắt đầu tới luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó mặt bớt mụn chưa? Dạ bớt rồi. Lúc mà em quen là ảnh đẹp trai rồi. Rồi yêu từ lúc đó cho đến bây giờ là kết hôn luôn hay là có trục trặc gì? Xuyên suốt có chia tay chia chân gì không? Có trục trặc. Em phát hiện này anh bắt cắt hai tay. Trời ơi. Đợt đó em mới biết được là tại vì cô em họ của anh này cũng chơi chung với lại cái cô đó luôn. Tại vì anh này anh dặn cái cô em họ là khi nào mà em á đi chơi á thì đừng rủ cô đó theo, còn cái cô đó mà đi á thì đừng rủ em theo. Cái nó ủa sao kỳ vậy. Cái bắt đầu em nghi ngờ, em cũng không nói gì, em bắt đầu em tìm hiểu thôi. Thì bữa đó ngày 14 tháng 2
cái ảnh rủ em ra quán rồi rủ luôn cô đó theo, bắt đầu thú nhận trước Bình Minh. Ủa mà sao, tại sao lại dẫn như vậy? Thật sự lúc đó không có muốn là bắt cá hai tay, mà tại vì tình cảm nó cứ thế nó phát sinh. Hôm đó là em muốn là ra thú tội với vợ em, dạ đúng không? Và dứt khoát với cô dạ, kia. Dạ đúng rồi. À cô đó không chịu bỏ, với lại em bất ở trong lòng lắm, hai người quen nhau được tới một năm lận mà em buồn dữ lắm. Lúc đó em nghĩ là em không quen anh này tiếp được. Rồi sao? Dạ. Dạ thì cuối cùng rồi ảnh đầu xin em tha thứ cho ảnh rồi. Rồi em có tha thứ liền hay là thêm một dạ cũng khoảng một thời gian tháng nữa. Thời gian nữa. Vài thời gian sau á. Chắc hai ngày. Trời còn dữ dội hơn nữa. Hả? Rồi bây giờ sau cái vụ đó rồi là không còn cái chuyện gì gọi là dạ cản trở hai em nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Và bắt đầu là cứ một đường đi tốt luôn tới cái ngày vui của hai đứa. Nhân nè. Hôn nhân xong rồi còn vậy nữa, còn bắt con nào nữa không? Không có bắt nữa. Nhưng mà ảnh có cái tật vậy nè chị. Bạn bè của ảnh á, là con gái là ảnh cứ chụp hình, ảnh có thích ôm eo với hút vai. Chạy lưới, chạy lưới. Đi chạy lưới. Rồi hiểu rồi. Cô không thích điều đó đúng không? Dạ. Cứ gặp đàn bạn gái là chụp hình là khoác anh định dạ vậy nè. Anh biết phải nè. Em nói thiệt với chị luôn, nói thiệt với mọi người luôn. Anh không có muốn, nhưng mà hoàn cảnh nó bắt anh vậy. Ví dụ như nhiều khi chụp hình mấy con bé kia, anh ơi anh chụp anh hóa da em đi cho nó thân mật, thấy không? Trời khổ lắm, có muốn đâu, thấy không? Dạ đẹp trai khổ lắm anh. Thì đó, em bây giờ nó bớt đẹp trai rồi mà vẫn khổ. Em, dạ bây giờ là những người con gái đó, ví dụ như bạn mới quen, fan hâm mộ, hay là người yêu cũ, hay là người mình đang yêu. Dạ, em là... nói cho anh Bin đánh. Có người làm ở trong công ty, rồi bạn cũ. Mới quen thì em chỉ phát hiện được có một cô thôi. Là có người yêu cũ luôn. Người đó thấy chưa? Cô mà cái con cá mà mới chia tay. Đúng rồi, đúng rồi. Mà cô đó cho ôm luôn. Dạ không có, cái cô đó chủ động anh. Mà anh không có nói với em. Nhưng mà cái tay nó lòn qua cái eo ớt. Có câu vô không? Em chỉ thấy tay mắt dài nhưng rồi. Cái mắt đó, ảnh có nhìn vào mắt của cô kia, cái môi có gì không? Không không, cái cô kia. Cái cô kia làm cái môi lên má. Cái bữa đây tụt như mở ra em xem. Thế là em thấy hình của cô đó gửi lại cho ảnh. Thì hai người chụp chung với nhau nhiều tập nhiều tấm lắm, phát vai. Rồi cái cô đó cô làm như là hôn giả vờ hôn lên má mà chu mỏ gì đó. Em hỏi anh chị chứ bây giờ ta có chồng, ta có bà vợ rồi, mình làm vậy đâu được. Mà anh này cũng đã vậy chụp hình luôn. Tối em coi xong cái em cả đêm ngủ không được luôn. Em nói anh này không có khi nào hả, anh quen lại cái cô đó hay sao. Thế là sáng ra ngủ dậy cái em hỏi ảnh, ủa đêm anh nằm mơ anh gọi tên cô đó 3 lần rồi anh có chuyện gì với cổ không? Mà thực chất là đêm không có gọi. Chẳng đâu đúng rồi chị. Anh cũng tin em, anh nói thiệt hả, nói ủa anh đâu có gì đâu sao tự nhiên anh gọi vậy. Chứ sao em mới chơi chứ thì em đâu biết đâu. Thì người ta bình thường người ta nói là ban ngày hay có chuyện gì nhiều thì đêm người ta mới nằm mơ ta nói thôi. Rồi cái anh nói không có, nói em đưa tấm hình đó ra cho anh coi, cái anh hết chối. Anh nói chứ tại vì anh có việc ở làm bên nhân sự, anh nhờ cổ rồi xong rồi anh đi ăn chung với cổ rồi chụp hình chung nhau vậy thôi chứ anh với cổ không có gì hết. Anh thề hết đủ thứ hết trơn á, em không có tin, nhìn cái tấm hình đó sao tin được. Không, bây giờ vậy đi, trắc nghiệm cái đi. Dạ. Bây giờ cái tư thế mà chồng em gọi là chụp hình với cái cô người yêu cũ là như thế nào em diễn tả lại đi. Tức quá không, thì em đưa cái mặt em đưa cho cô. Anh ngồi xích vô đây. Anh ngồi xích vô đây. Rồi đó, tư thế nè. Đó, anh đưa giả bộ đưa tay selfie đi. Ba bốn nè, ba bốn nè. Đó. Rồi, cứ nói nữa. Rồi, bây giờ cái tư thế mà chồng em chụp hình với lại cái cô mà đồng nghiệp thì như thế nào? Tay anh khoác dày. Còn không thì là ôm eo dưới. Đó. Là đồng nghiệp. Dạ, chụp hình dưới đồng nghiệp. Là đồng nghiệp đúng không? Rồi cái cô mới quen thì sao? Chụp vậy á chị. Là chụp y vậy. Chỉ dạ có riêng cái cô kia là tư thế vậy. Chu môi. Dạ. Dạ. Ủa nói nghe nè, ở nhà mấy đứa còn hình đó không? Vậy cho anh coi coi. Là đúng rồi. Xóa hết rồi. Tại sao em lại dễ dãi cho người ta như vậy? Hả? Xa ngã nè. Tại vì thật sự là vậy thì em cũng có nhờ làm một số chuyện bên nhân sự. Có hứa là đãi đi ăn, tranh thủ ra ăn được khoảng nửa tiếng gần chỗ làm thôi thì tự nhiên hứng lên thì chụp hình thôi chứ. Dạ, chụp ở đâu? Là chỗ quán ăn chị. Chứ không phải khách sạn à? Dạ không. Dạ em làm khách sạn. Thì đó thì bởi chị mới hỏi em đó. Có khách sạn. Người ấy có người... khách sạn không? Có không? Có khách sạn ảnh làm. Cái lần đó là mới đây, em cũng lại coi điện thoại ảnh thì em thấy ảnh chụp một mình cổ thôi. Đứng ở trên cầu thang trong khách sạn của ảnh á. Em kiểm tra điện thoại xong em để nguyên hình thì em không tắt đi. Cái anh mở lại anh coi, cái anh thấy anh nhắn tin về mình kêu chứ hôm qua nó lên đây nó đi chung với lại người yêu của nó hỏi ghen. Em hỏi ảnh á thì anh nói là tại vì anh thấy cái góc chỗ đó đẹp. Chị nghe cái chuyện của em mà tự nhiên chị cũng khó chịu nó thiệt. Chuyện lặp lại hai lần, một lần á thì là đi ăn, còn lần sau thì chờ vào khách sạn mặc dù là cầu thang rồi lại chơi cái chiêu trận đầu nữa. Dạ. Đi với người yêu của cổ khỏi ghen là sao? Sao biết người ta ghen mà nó khỏi ghen? Ví dụ vậy thì người yêu cổ đâu thì xong chụp chung. Dạ có vậy em chó có cho coi hình mà. Nhưng mà có chụp chung không? Em thấy hình không? Em thấy. Có khi nào mà em
làm con. Rồi cứ khi nào mà em cảm giác trong người mình muốn đi đánh ghen cho rồi không? Không chị, em có nói với ảnh rồi. Em thì tin anh, nhưng mà em không tin cái người ngoài. Thí dụ như anh không muốn, nhưng mà nếu như người ngoài người ta cứ đưa đẩy thì làm sao anh từ bỏ được? Em có hiểu là vợ em nhắn nhủ cái gì đó với em? Biết. Đây, nói chuyện của chị thôi. Ông xã chị mà chụp hình xong khoác trai người nào chị khó chịu lắm. Dạ. Thiệt, mà tới già lớn vậy rồi khó chịu. Khó chứ. Chướng không? Chướng ghê hồn luôn. Khó chịu lắm em, cái đó chị nói nghiêm túc. Dạ. Tự nhiên nó có một cái gì đó, tự nhiên nó cứ bị thốn thốn ở trong trái tim á. Dạ. Có người thì có thể nói ra là tôi không thích anh như vậy. Có người không nói ra, giữ ở trong lòng nhưng mà cứ khổ hoài. Có người thì sung thiên lên rồi đi đánh ghen sờ tận tay dây tận mắt. Ở đây mình muốn nói là một cái điều là nếu như những người con gái khác không phải là vợ của anh này, các bạn có coi cái số này thì các bạn cũng rút kinh nghiệm một chút xíu. Ví dụ như cái chụp hình với bạn này thì nếu là đồng nghiệp bình thường thì thôi, ta bớt cái vụ mà ôm ấp đi, đúng không? Dạ. Khó chịu lắm, mệt mỏi lắm. Còn ví dụ có bà xã em nữa thì chụp chung, đúng không? Dạ. Còn nếu như không có gì quan trọng thì tôi cũng bớt chụp đi. Thì vậy đi, kết luận là vậy đi chứ. Dạ. Đúng không em? Dạ dạ đúng còn rồi. Không hả, gặp anh ai mà nhất là các em tuổi tiên mà chụp á là vợ anh xung phong chụp luôn á, mà bả cầm máy là cái tay anh tự nhiên nó liệt liền. Thôi bây giờ mình qua chuyện đó. Dạ. Nói chung là hạn chế. Và hy vọng là tất cả các bạn gái khi xem chương trình này rồi, và qua những cái lời tâm sự chị Vân, nói chung là chúng ta cũng phải kỹ hơn. Kỹ giờ hơn tới, bây giờ tới đại hội vạch mặt đi. Đó bây giờ anh thấy ngoài cái chuyện đó ra. Dạ. Thì còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ còn. Trời con. Rồi sửa đi. Ảnh khó chịu lắm. Những cái gì mà không phải theo ý của ảnh á là ảnh khó chịu. Đại khái là ảnh có tính gia trưởng. Đầu tiên là cái tính mà thích chụp hình mà ôm con gái, đúng không? Dạ. Tính thứ hai là tính gia trưởng. Rồi tính thứ ba. Mấy cái tính đó là khó chịu, là em chịu không được thôi. Rồi có hai tính đó. Cô ấy thì sao? Chắc không có cái tật xấu gì đúng không? Giỡn hoài anh. Giỡn hoài anh. Bạn nó rất nhẹ nhưng mà dữ dội lắm á. Nó ăn không có ngon. Nó ăn với ẹt à. Với lại không có cái chứng kiến của bản thân á, tại vì cái tính em tương đối là cầu toàn, quyết định á em làm rất là nhanh. Vợ em thì lại ngược lại, nghĩa là cứ người này nói ra hướng này, người kia nói vào hướng này là một hồi là đi mà mười mấy hướng luôn á. Rồi bây giờ mong muốn đi, em mong muốn vợ em sao? Bớt phụ thuộc vào người khác, chỉ có một điều đó thôi. Thế còn em muốn chồng em thay đổi gì? Quan tâm em nhiều hơn một chút, đừng quan tâm bản thân nhiều quá. Giảm bớt những cái chụp hình với bạn gái, với lại bớt tự cao đi chút. Tự cao với vợ hay là tự cao với mọi người xung quanh? Ý của em là dạng như là ảnh bớt gia trưởng đi đó chị. Gia trưởng khác mà tự cao khác. Đúng rồi. Bớt gia trưởng đúng dạ, không? Dạ. Chị thấy á, nếu như em muốn chồng em bớt gia trưởng, dạ, thì em phải thực hiện cái điều mà ảnh mong muốn em thay đổi. Có nghĩa là em phải tự có chính kiến của mình. Lý do tại sao ảnh gia trưởng thì em cứ không có tự quyết định được, thành ra là ảnh cứ phải quyết định thay cho em. Thì chính vì vậy mà hình thành nên cái tính gia trưởng. Đó là một phần để bồi đắp cho cái tính gia trưởng. Cho nên bây giờ em muốn phá bỏ cái đó thì em phải làm được cái điều kia. Có nghĩa là em phải tự định hướng được, tự quyết định được cái cuộc sống của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình. Còn cái việc mà vợ em yêu cầu em là bớt chụp hình ôm ấp đi thì chị thấy cái điều đó là quá đúng luôn. Yeah. Ha. Thì em nên bỏ ngay mà. Yeah. Đó. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đẹp đôi. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Dạ. Con tên là Trần Thị Kim Ngọc. Năm nay con sinh năm 95, tức là 27 tuổi. 27. Dạ đúng rồi. Kim Ngọc, công việc của con là gì? Dạ, công việc hiện tại của con là kinh doanh online. Online, nhưng mà mặt hàng gì con? À, con buôn bán hoa tươi, tức là cây hoa lan á chứ thật. Hoa tươi, dạ, hoa đúng lan rồi, đúng rồi. Ở chợ Hồ Thị Kỷ hay là chợ nào? Dạ rồi? Không, con kinh doanh tại nhà, con có cái shop nhỏ tại ở quận mấy nói đi. Dạ, con ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hơi xa con có quyền, chủ. Tức là con có quyền được nói một chút xíu về cái sản phẩm của giới thiệu đó con. Đó. Giới thiệu không có tốn tiền. Đó. Dạ. Thì, ngoài hoa lan ra còn hoa gì nữa không? Dạ không, hầu như con chính là sẽ về hoa lan thôi. Ồ, dạ. Vậy hả? Mình dạ bán là theo chậu cũng có mà cái treo. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vàng đúng rồi. Dạ đúng rồi. Lan gọi là lan vàng đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Giá cả làm sao nè? Nói chung là giá tầm giá của con bán á, shop con bán rất là rẻ, nó chỉ trung bình là tầm khoảng từ 50.000, tức là sẽ từ những cái size nhỏ nhất cho tới những cái size lớn để mà mấy cô chú anh chị có thể mua về để mà mình bán lại cũng được. Vậy hoặc, hả? Dạ đúng rồi. 50.000 là mình có thể sở hữu được một chậu lan treo đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó, đó cái đó là cái quan trọng đó em. Hay nhưng mà là trên sân thượng chắc đâu có trồng lan được đúng không? Được. Dạ được, sân thượng treo được nhưng đúng mà phải rồi có cái lưới, phải có cái lưới lan. Không cần, không dạ cần. Em ơi cái chậu nó móc như vậy nè, tại vì chị là chị không, điền lan. Cái lưới lan chứ không thôi nó nắng dữ lắm. Sân thượng lan á là gì? Sân thượng thì em trồng mé mé ở trong á, chỗ đó cái mái á. Ừ. Chứ nhà sân thượng nắng dữ lắm, cây chết chứ. Tại vì lan nó sẽ có hai cái, có một loại là lan màu và một loại là lan nắng. Chứ thượng có thể trồng những cái chỗ mà nó không cần ánh nắng cũng được. Vậy đó. Dạ đúng rồi. Thôi để chút nữa sẽ gặp riêng để dạ sẵn sàng. Chú cũng khoái hoa lan lắm, nhưng mà nói chung là trồng cây nào chết cây đó. Nói chung là không có kinh nghiệm. Dạ. Không có kinh nghiệm nha. Dạ. Rồi, giờ mời con. Dạ, con là tên Lê Quý Lộc, năm nay con 28 tuổi. À. Dạ.
công việc hiện tại của con là phụ vợ con là bán nhân viên của shop Hoa Lan Kim Ngọc đúng không? Dạ, Hoa Lan Tiến Phát. Tiến Phát. Tiến Phát hả? Dạ. Hai vợ chồng là đều kinh doanh lan hết đúng không? Dạ, đúng. Đồng vợ đồng chồng. Coi như cũng khó tách biệt ha. Đi đâu là cũng một cặp đó, đúng không? Thấy cái mặt cũng hào hào giống nhau đúng không nghe. Dạ. Nó nghe nè, như vậy là chắc có lẽ là chuyện tình của các bạn cũng có liên quan đến cây hoa lan đúng không? Đoán đi. Dạ. Đoán ha. Tập cuối rồi. À, chắc có lẽ là con là hồi xưa là con cũng mê mua mê hoa. Thế là con đi mua vô cái shop kiến gì đó, dạ, Kiến Phát. Dạ. Shop Kiến Phát là mua hoa lan về để mà không biết là tặng là chơi gì không biết. Đó, vô tình mới gặp cô chủ nhỏ và thấy cô chủ nhỏ dễ thương quá và cua cô chủ nhỏ đúng không? Dạ chết quất luôn chứ. Chết quất trời, hay quá em ơi. Công nhận em của chị làm thầy bói quá giỏi. Rồi, không có trúng cặp nào hết con. Nào chứ bữa nay là coi như là 8 cặp. Dạ. Bói hết 4 cặp mà không trúng cặp nào hết. Chết quất luôn. Thôi bây giờ tụi con tự nói đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Dạ lần đầu tiên con gặp vợ con á là ở một cái đám cưới của chị của bạn con. Tụi con ngồi cũng xa nhau, cách xa bà nhau lắm. Thì lúc đầu qua chào hỏi uống bia vậy thôi, nói giỡn giỡn chơi chơi vui vậy thôi chứ không để ý gì tới nhau luôn á. Rồi mà tới lần thứ hai thứ ba á, bắt đầu con đi xuống quê của bạn con là ăn đám giỗ á, thì lúc đó con mới gặp lại thì con mới để ý tí. Tại miệng của cô này cũng lanh chanh trời, tại giờ mới qua mà đúng không? Nó liên thiên thiên. Rồi xong rồi cái đang ngồi nhậu mà mình đang xỉn quá, cô cất giọng hát lên cái sao mình suy nghĩ sao cô này hát hay quá ta. Mê tới đó luôn, tới giờ. Con có nhớ cái bài hát đó là bài hát gì không? Xỉn quá không nhớ chứ. còn Ngọc con nhớ cái bài hát đó là bài hát gì không? Thật ra con hát nhiều bài lắm nên con không có nhớ. Dạ. Trường Sơn Đông. Không có đâu. Hồng Vân hát bên Long Nhật em sao vậy? Ở đâu ra Hồng Vân? Nhưng mà nghe chị hát hay quá vậy đó. Rồi sao nè? Có nghĩa là kết luận nè, bạn này nè, nó kết luận nè, gặp nhau ở đám cưới mà không có ấn tượng gì cả, rồi sau đó hai ba lần mới gặp nhau ở một cái đám ở dưới quê vậy. Đó, đúng không? Và thực ra cũng chẳng để ý gì nhau, nhưng sau khi bé này cất tiếng hát lên thì là găm luôn, cái tiếng hát găm vào trái tim cho tới bây giờ thành vợ thành chồng luôn. Bởi vậy cuộc sống này không thể thiếu nghệ thuật được, em hiểu ý chị là như vậy. Hay quá. Cuộc sống này phải có nghệ thuật, phải có nghệ sĩ, đúng không con? Đúng rồi. Như vậy mới làm đẹp cho cuộc đời. Đúng không? Thấy không? Đây nè, những người chơi hoa, những người yêu thích hoa là những nghệ sĩ. Dạ, phải có tâm hồn nghệ sĩ thì mới thấy được cái đẹp của cành hoa. Những người mà yêu hoa, trồng hoa giỏi, phối hoa đẹp là nghệ nhân. Nhưng mà yêu hoa, ngắm hoa là nghệ sĩ. Nghệ nhân là cũng là nghệ sĩ. Nghệ sĩ làm đẹp cho đời đó là chuyện lệ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà nghe này, trong cái bữa đám cưới đó con có kết ông này không? Dạ không, hoàn toàn không có ấn tượng gì luôn. Nói chung là lúc đó ảnh để cái đầu cũng giống vậy nè, mà con cực kỳ ghét cái người đàn ông mà kiểu để đầu đinh á. Sai. Nói vậy là dối lòng rồi. Tại vì nếu mà không để ý thì không bao giờ nhớ được là ở trong cái đám cưới lần đầu tiên gặp đó người ta để đầu đinh. Tại vì anh nhìn con ngoài thì có nghĩa là con đã để ý nhưng mà không phải là một cái để ý thích. Đúng rồi. Mà là ấn tượng coi như là không tốt. Đúng rồi. Anh này quậy lắm. Rồi bây giờ tới bắt đầu cái điểm mất từ tiếng hát đi. Tiếng hát sao nghe găm vào trái tim. Nhưng mà là bạn này chết rồi, chết với tiếng hát đó rồi. Ê khoan nha, nhưng mà là trong lúc đó là con xỉn con mới nghe hay đúng không? Dạ. Còn lúc mà con tỉnh rồi thì nghe cái giọng sao em đốt nhà người ta vậy? Sao em đốt nhà người ta không vậy? Phải tại nói nghe đang nói đang xỉn mà nghe cất lên giọng hát nghe. Lúc tỉnh thì nghe hay hơn chứ chú. Hay chưa? Thấy chưa? Gai chứ đốt nhà nào. Bây giờ hỏi bé vợ nè. Dạ. Sau khi mà bé vợ cất tiếng hát lên, bạn này bạn găm cái tiếng hát của con vô cái trái tim của bạn rồi. Dùng từ găm nghe kỳ. Thì từ cái hôm đó là con có một cái nhìn khác về bạn này, cái cảm xúc khác về bạn này không? Hay là vẫn ghét một con người đầu đinh như vậy? Thật ra cái ngày hôm đó, hôm nay anh nói con mới biết là anh để ý giọng hát con á. Chứ bình thường hồi đó tụi con cưới nhau 8 năm nay là hoàn toàn không biết luôn. Không biết luôn hả? Dạ đúng rồi, con không biết là anh sẽ để ý giọng như hát vậy con. Thì làm điều gì mà điều anh ấy đã làm điều gì mà để cho con để ý bạn? Lần đầu tiên cái hôm đám cưới là lần đầu tiên tụi con gặp á, thì tối ngày hôm đó anh có add Facebook con nhưng mà cũng không ai nói chuyện với ai hết. Chị nghĩ là giống như tại vì cái em họ của con nói em họ vậy thôi nhưng thật ra là lớn tuổi con, bằng tuổi xã con, thì là bạn thân rất là thân với nhau luôn. Thì ngày hôm đó đám cưới á,
em con mới mời anh này đi theo. Mời anh này, tại vì cô Vân biết là thường đám cưới là họ sẽ cho một cái bàn bạn bè đó. Thì mời anh này theo. Thì ngày hôm đó khi mà đi về, thật ra có anh này kết bạn và thấy một anh khác nữa. Nhưng mà không, con thì con nói chuyện với anh kia chứ con không nói chuyện với anh này. Bảo mưa đúng không? Dạ đúng. Bởi vì ghét của nào trời trao của nấy, em thấy đúng ông bà mà nói quá đúng thế chưa? Đúng rồi. Rồi sao nữa nào? Bởi vì cuộc sống này không thể thiếu ông bà được. Trời hay quá vậy. Những người đi trước tre già măng mọc, dạ, nhưng mà măng không thể nào thiếu tre được. Đúng rồi, phải có cái tre mới có cái măng. Đúng. Đúng. Sao chị đúng phân tích không? Những cái câu chuyện mà nó gần như là đã nghe rồi trơn rồi đó. Đúng rồi đó. Trời hay quá. Vậy là nghiễm nhiên á. Rồi tiếp tục nào. Rồi khi mà đi về quê cái đợt thứ hai á thì ông xã con, thật ra đợt thứ hai á, nếu mà kể cặn kẽ thì đợt thứ hai con đã có bạn trai rồi. Thì anh này á, ảnh đi về với lại em họ của con đi về quê chơi chung. Thì ảnh nhậu chung với bạn trai con luôn. Rồi đi ra vườn hái vú sữa rồi đi vòng vòng chơi, nhưng mà sẽ không có nghĩ là ai sẽ quen ai hết. Thì khi mà đi về thì cũng không có vấn đề gì luôn. Tới cái đợt thứ ba, đám tiệc thứ ba, chưa làm bạn trai chưa? Dạ lúc đó là bắt đầu mới chia tay á. Tại vì tụi con lục đục thì tụi con đã chia tay trước cái ngày đó rồi. Chắc chắn là phải có chuyện xảy ra cái lần thứ ba này. Đúng rồi. Thì ngày hôm thứ ba đó thì vô tình cũng ảnh cũng đi xuống dưới luôn. Thì cái ngày thì mẹ con mới nói là đi ra ngoài đầu hẻm á, tại vì cái đường chính vô nó bị tắt rồi, nên phải đi đường vòng. Thì em họ con không có biết đường vòng nên mới kêu con đi ra để mà rước vô. Thì khi mà con đi ra tới chỗ á, thì cái ánh mắt đầu tiên con thấy là anh này. Là ảnh đang ngồi với cái ảnh lú cái đỏ lên vậy nè. Thì con thấy ảnh đầu tiên, đúng rồi. Thì con ấn tượng với ảnh lúc đó, anh cười tươi lắm. Nên con ấn tượng với ảnh từ lúc đó luôn. Rồi, bây giờ chú hỏi nè. Cái lần thứ hai, lần thứ ba là đều có chung một ấn tượng là con đã thích bạn này rồi đúng không? Dạ cũng đúng chú nói, thì lúc đó mà con còn trẻ mà con cũng dạng như thấy gái dễ thương thì con nhìn thôi, thì ai thì con thấy dễ thương đẹp thì con khoái con mặc dù là có bạn trai rồi mà mình vẫn khoái đúng không? Dạ đúng rồi. Mà lần thứ ba là lần thứ ba con ngóc cái đầu lên con thò lỏ con nhìn bá đó, đó là lúc đó là cái tâm trạng như thế nào? Dạ cũng dạng cũng giỡn giỡn đùa đùa cho nó vui. Tại cái, cái đó là sau khi mà nghe hát rồi hay là trước khi nghe hát? Dạ sau chứ đúng không? Sau. Lần thứ ba rồi mà. Là sau khi nghe hát rồi đó đúng không? Lần thứ ba đó, lần thứ ba là ủa lần đó là đám gì ạ? Dạ đám giỗ luôn. Trà sao gặp nhau trong đám tiệc không vậy? Tụi con gặp nhau trong đám không ạ? Không em ơi, vậy là có nữa hả? Không phải, ý là sau khi hát á mà gặp, tức là lúc hát là đã găm rồi. Bởi vậy cho nên là mình cái chuyện mà thò lỏ cái mặt lên cười rồi này kia nọ là cũng trong kế hoạch hết rồi. Nói là con chỉ vậy vậy thôi, con không có xạo, thích rồi. Là thích rồi đúng không? Thích rồi. Đó. Thật sự lúc đó con thích. Dạ. Rồi con lúc đó là đang trong tâm trạng là mới chia tay bạn trai. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Không, nhìn một chàng trai nhìn mình thò lỏ. Cười tươi, chắc cười tươi. Nhìn phát hiện tại cười sao tươi. Lúc trước cũng cười mà không nhìn thấy cười tươi mà thấy cái nụ cười nó kỳ kỳ. Mà lần này nó thấy cười tươi chắc đúng lẽ rồi. Là cũng đã để ý gì đó với anh này. Dạ đúng rồi, bắt đầu có ấn tượng tốt rồi. Rồi sao nè, trong tiệc đám giỗ có lên hát đâu? À, nhà con thì có karaoke hát tại nhà chứ thượng. Rồi hát tại nhà thôi, mà lúc này anh này anh xỉn, mà anh này kiểu mà giống như mặc đồ á, nó không phải là gọn gàng giống vậy đâu. Ảnh quần jean áo thun mà nó cứ lê phê lê phớ sao á. Là bắt đầu cái cũng nói trời ơi, cỡ cái anh này mà là chồng của mình nha, chắc một ngày mình nói chỉ chắc 80 lần luôn á. Thật sự là đúng như cô Dân nói, là ghét của nào trời trao của đó, là con gặp đúng anh này luôn. Ông bà nói với cô Dân ông bà mình nói cái câu phải quá đúng luôn. Ông bà quá quan trọng. Nó nghe nè, nhưng mà cái lần đầu tiên, cái lần thứ ba đó anh gặp con với một ánh mắt như thế nào? Anh có tạo nét không? À, lần thứ ba đó khi mà đám cưới xong về rồi thì ảnh mới ghé nhà con chơi với ba con với lại anh em họ con luôn. Thì cái lúc mà ảnh đi về á thì khi thì con cũng kéo cửa ra đi về bình thường thôi, thì em của con đi trước anh này đi sau, thì tự nhiên ảnh nhìn có cái ảnh đá lông nheo con một cái là giống như là cô Vân viết như bị tiếng sét á, con hết hồn luôn. Vậy là bạn này xài cái chiêu của ông bà luôn. Dạ đúng ha. Ông bà ngoài vậy nghe, mấy đứa nít bây giờ nó không có cái vụ đá lông nheo. Đúng rồi, đúng rồi. Thiệt, không có xài cái chiêu đó, mà cái chiêu đó là thời của tụi mình. Thời của cô á. Dạ. Cái lại chuẩn bị là lúc đó là ấy là đá lông nheo, mà luôn luôn mấy anh đàn ông luôn luôn tạo nét bằng cách là đá lông nheo một cách rất là hấp him và rất là tỏ ra quyến rũ đó. Hiểu không? Chắc là ảnh hưởng phim Hồng Kông á. Kiểu cái đá. Sau này tới thời Lý Hùng nó là gì nè. Thời Lý Hùng là gì nè. Là vậy, là tạo nét, cái đó là tạo nét. Rồi sao nè, rồi lúc đó là sao? Thì lúc đó bắt đầu con mới hết hồn rồi. Dạ đúng rồi, con đã có ấn tượng. Thì tối hôm đó ảnh về, ảnh mới nhắn tin Facebook. Con đá sao, đá lại cô coi coi. Giờ kêu khó. Giờ là chớp rồi, chứ hết đá nổi rồi. Hết đá nổi. Hồi xưa đó, mẹ còn giờ là. Hồi xưa em gặp vợ em có đá lông nheo. Không có đá được, ôi. Đá không có được. Nó kể chị là em đá lông nheo. Nữa hả? Không có đâu, đó là mắt này cha. Rồi sao nào? Thì tiếp tục là, tối đó anh làm gì? Dạ tối đó anh nhắn tin Facebook cho con, rồi bắt đầu hai đứa mới nói chuyện, rồi này nọ nhiều. Có nhắn tin tỏ tình không? Dạ không, lúc đó chưa đâu. Đến bao lâu thì mới nhắn tin tỏ tình? Thật ra tụi con không có một cái lời tỏ tình chính thức đâu. Tại vì cái lúc mà con lần thứ ba con gặp anh này, thật ra là cũng mới vừa chia tay bạn trai thôi. Thì con cũng không có gọi là
nói chung là vui vẻ gì lắm nhiều. Thì anh này anh cũng mới hẹn con ra uống nước rồi để kia để tâm sự rồi để đó kia là cho. Cái hẹn hò đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi, có thể gọi là hẹn hò đầu tiên á. Nhưng mà hẹn hò theo cái phương diện là để chia sẻ với mình những chia cái mà nó buồn đó. Dạ đúng rồi. Thì con nhớ là anh dẫn con đi cái quán cà phê đó ở Trần Hưng Đạo ở quận Nhất. Thì ngồi nói chuyện vậy đó mà có tật con hay khóc lắm, cứ nói nhẹ hay là con nhạy cảm con dễ khóc lắm. Thì ảnh nói chuyện hồi cái tự nhiên con ngồi con kể hết luôn, cái con vừa kể con vừa khóc. Thì nếu như mà theo những người đàn ông khác á thì họ sẽ lấy khăn giấy họ lau cho mình, còn ổng thì sao? Anh này thì ảnh khác chút xíu là ảnh hung hết nước mắt của mình luôn. Ôi trời ơi, lãng mạn, anh hung hết nước mắt. Ông đúng rồi, anh có nhiều nước mắt anh nuốt hết luôn. Đừng nói theo ông bà nữa nha. Không, cái này không phải theo ông bà. Ông bà mình hồi xưa không có vậy. Đời mới có nghĩa là bạn này biết kết hợp đông tây kim cổ, mới và cũ. Chú đấy còn kể con vẫn còn xúc động. Dạ đúng rồi. Trời chứ gì đấy là con gái quá đặc biệt đúng không? Cưng quá vậy, sao không nghĩ ra cái chiêu hay quá vậy? Hút để hết, kể. Hút hết nước mình. Hút cái gì người ta hung rồi hùng xong rồi nó dính vô cái bờ môi. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Rồi người ta liếm môi rồi xong rồi lại tiếp tục dính nữa. Dạ. Nó dọn nước mắt nó chắc ngọt ngay à đúng không? Đâu phải mà ngọt vậy. Nước mắt thì phải mặn chứ hả? Đúng không? Rồi sao? Cái này mới là cái hỏi nè. Ai chỉ cho con cái chiêu đó? Không, tại vì lúc đó thì chẳng như con hỏi, con cũng gặp rồi con hỏi về cái chuyện tình cũ của cô đó, của cô này nè, thì cô nói rồi xong cô khóc, thì con có chia sẻ nhưng thấy cô khóc quá mà thấy thương thương tích tích không hung nè, hung luôn. Thật ra là hung nhưng mà vô tình có những giọt nước mắt thì lại là nó cứ là văn phạm đó chị, nó từ ngữ đó chị, hung những giọt nước mắt đúng không? Sao em không nghĩ là lợi dụng những giọt nước mắt để hung? Ôi, nhưng mà lúc đó mà bây giờ phải hỏi đi. Bây giờ hỏi đi. Bây giờ lợi dụng giọt nước mắt hay mới là sao? Mới nói nè, tại lợi dụng hay là đồng cảm? Con thấy thương thương. Rồi con cũng thấy thích thích. Bởi con đè ra con hung luôn. À, cái chữ đè đó nặng lắm. Chữ đè đó là lợi dụng rồi. Mà con nói là con đừng, nếu lần sau có tham gia chương trình khác, con phải nói vậy nè. Ôi, con thấy thương thương, con thấy đồng cảm quá cho nên con an ủi cô ấy. Con đặt những nụ hôn lên những giọt nước mắt cô ấy. Ủa, nó dùng cái từ đè ra nó hung như vậy. Rớt quá. Rồi sao nè? Vậy là bữa đó con rớt toàn bộ rồi đó. Rớt không còn không còn điểm gì để mà níu kéo được đúng không? À, hay quá. Rồi sau đó là chính thức quen nhau hay sao? Cũng chưa luôn. Chưa luôn. Sau về rồi cái cũng nói chuyện nhiều, lúc đó tự nhiên tại vì con hay kiểu mà giống như là hay nghĩ tới cái vấn đề gì á thì nó sẽ xảy ra. Nên có lúc con nghĩ cái anh này ảnh kiểu anh thiệt tình, mà lúc đó con tin tưởng anh này lắm. Xong rồi cái con mới nghĩ là có một cái thoáng qua là có thể là anh này ảnh sẽ đi theo mình cuộc đời mình đúng rồi. Thì đúng là giác quan thứ sáu đó. Hay quá. Con là con có giác quan thứ sáu thiệt mà. Cái trực giác rất là tốt. Rồi đến khi nào thì mới làm có một cú knock out gọi là chính thức là của nhau. Đây knock out. Nhớ không? Sao nè? Dịp nào, kỷ niệm nào gọi là chính thức gọi là yêu nhau đó. Dạ, đó con cái lúc mà con rủ cô ấy đi chơi đầu tiên là con đã xác định là quen cô ấy rồi, tại vì cô ấy không xác định thôi. Nhưng mà đây, nhưng mà chú Thuận đang hỏi con là cái cú nút ao nào mà để cho cô này cô quyết định là cô đó, nhả hẳn vào vòng tay của hai đứa rồi là chứ nãy cô nói là cái lần đi chơi đó cái nụ hôn mà lấy hết giọt nước mắt của cổ là vẫn chưa. Vậy thì cái lần nào theo con là cái lần mà con chiếm trọn vẹn trái tim của cổ? Chắc con nghĩ con cũng không biết nữa, nhưng mà con dùng sự quan tâm lâu dài, con cứ nhắn tin hỏi chuyện mỗi ngày quan tâm lo lắng. Bao lâu là cũng nhanh rồi, cô cũng chắc chừng 6 tháng. Bây giờ hỏi Kim Ngọc đi. Dạ. Cái chốt nào nó phải có chốt con, nó phải có một cái mốc, nó phải có một cái mốc để gọi là hai đứa là chính thức là người yêu của nhau. Dạ. Nếu mà mốc hả? Mốc thì chắc tôi không có, tại vì tôi mốc hoài không ra luôn. Đúng rồi, tôi có mốc hoài không ra luôn. Là chỉ có nhắn tin nói chuyện rồi quan tâm này nọ dần dần thì hai đứa bắt đầu đi chơi nhiều hơn. Rồi bắt đầu cũng có chính thức mấy lần mà đi có lần chính thức chắc có thể là cái đợt mà 2014 á, cô Vân với chú Thuận chắc biết là ở quận 7 mình nó có bơm cái con vịt bự bự á. Đó biết. Dạ đúng rồi. Thì cái ngày hôm đó là ngày chắc là ngày tụi con chính thức quen nhau á. Thì anh có rủ con là đi chơi thì con mặc đồ rất là tươm tất nha, áo sơ mi là chỗ con ủi nguyên một đêm kiểu nôn á. Rồi hả, bắt đầu make up các kiểu rồi đợi anh này xuống anh chở đi chơi, tại vì ảnh nhà anh ở quận 8. Thì ảnh phải đi về dưới Bình Chánh con là tầm khoảng 20 tới 30 phút. Thì con mặc đồ đẹp lắm, tươm tất lắm. Khi mà anh này vừa mới xuống á, trời ơi, con với mẹ con nhìn hết hồn luôn. Sao vậy? Trời ơi, anh mặc cái quần sọt màu xanh á,
mà bây giờ cô còn nhớ cái quần đó luôn nha. Rồi cái áo thun mà nó hơi giản giản. Trời sao mặc đồ sủ quá vậy? Mà nó chưa, anh này cái tính anh mặc đồ nó không có được gọn gàng. Rồi cái áo màu xám đó mặc vậy đó, thì hai đứa giống như là hai cái thái cực khác nhau vậy đó. Nhưng mà con thì mắc cười lúc đó thôi, chứ mà không phải là con. Dạ đúng rồi, con dẫn đi. Nói chung là con sẽ không có chú trọng về cái vẻ bề ngoài lắm. Rồi sao nào? Rồi vô tới chỗ ông Dịch rồi làm gì mà? Rồi hai đứa cứ chụp hình. Rồi chụp hình xong rồi đi chơi, đi ăn xong rồi đi về vậy thôi. Rồi cái nụ không hôn tỏ tình, không tỏ tình không gì hết luôn. Mà, nhưng luôn. Mà lại cho đó là cái mốc để gọi là yêu nhau. Dạ, bây giờ rồi. Hỏi thẳng vấn đề, hỏi thẳng mặt hai đứa luôn nè, cái nụ hôn đầu tiên, hôn môi á là khi nào? Dạ, chắc là cái ngày ở cái ngày mà anh hôn là cái đó là sao bữa Nhật hả? Không, dạ, trước luôn. Trước. Dạ, chứ đã nói là tụi nó vậy rồi mà tụi nó vẫn không có tỏ tình, không có. Rồi cái lần đầu tiên hai đứa đi chơi riêng là ở đâu? Đi chơi riêng hả? Đi chơi riêng của tụi con thì chắc là con vịt á, con vịt là tụi con đi chơi riêng chứ thôi. Rồi đi chơi mà ở đêm á, ở lại. À đi. Không, mẹ con khó lắm, mẹ con không có cho con đi chơi đêm. Vậy hồi đó ảnh có rủ con đi Nha Trang chơi nhưng mà mẹ con không cho. Mặc dù đi chung với em họ con luôn, mẹ con cũng không cho luôn. Như vậy là hai đứa giữ cho nhau cho đến ngày đám cưới, đúng không? Dạ không. Nó. Dạ không. Trời ơi, tôi không có muốn hỏi thẳng mà nó cứ khiến tôi phải hỏi thẳng mà. Mẹ con á nó thôi tao không cho mày đi đâu, mày đi mấy công á, mày có bầu rồi mày đi về rồi mày đem cái bầu về cho tao nữa. Tao tao chạy ra mẹ nhà đi, mẹ nhà. Có mang cái bầu về cho mẹ không? Để con... ta, để cho cháu nó kể. Dạ thì thật cái mẹ con không cho con đi, cái con cũng đi chơi bình thường vậy thôi. Sao mà con với anh này mới tiến xa hơn một bước nữa. Thì con cũng kiểu mà giống như là mình còn nhỏ quá, mình không có muốn là có em bé sớm, là mình còn phải có công việc nó ổn định rồi này nọ. Thì con kỹ chút xíu, tụi con cũng có xài mấy cái biện pháp mà con không hiểu sao con dẫn lòi ra anh nhỏ luôn. Trời, thì cái ngày mà con phát hiện, con đi làm con phát hiện, con nói với anh này nè là con, tại vì con kêu anh này còn chồng, con nói là chồng ơi là chỉ có hai giặt rồi. Trời anh ảnh dưỡng dưng lắm anh á. Vậy hả? Thôi để trưa đi ghé chở đi khám. Trời anh không có một cái gì mà gọi là sợ hay là một cái gì luôn. Nhưng mà cái cảm giác con sao? Nhưng mà em thấy không? Sợ cái gì là trời cho thấy cái đó luôn. Sợ hai gạch là có hai gạch. Dạ. Nhưng mà con thì sao? Cái lúc đó là sáng sớm rồi, lúc đó đêm qua con mới nhậu xong, bạn bè con cũng xỉn quá, con đang nằm ngủ. Thì nghe lúc đó cũng 8 giờ, 9 giờ sáng gì á, cô này đi làm xong cô này mới gọi con. Nói chồng ơi giờ hai gạch rồi sao giờ? Cái nói lúc đó mình cũng đang say ngủ mà. rồi biết rồi, vậy thôi cúp máy đi, chút qua chở đi khám nha, rồi vậy đi cúp máy ngủ tiếp chứ bình thường ngủ tiếp luôn bình thường suy nghĩ gì luôn không biết cái dư âm đó đi qua rồi đến khi con tỉnh tù con nhớ là cái chuyện là vợ con phát hiện có bầu rồi có mất hồn thì lúc không? Đó con sao? Con cũng bình thường luôn, con chỉ trong đầu con chỉ lúc đó suy nghĩ là làm sao để nói với mẹ con thôi chứ không có suy nghĩ gì hết á. Vậy hả? Rồi dạ. Lúc nói với mẹ thì sao? Dạ, lúc nói với mẹ thì mẹ cũng đưa ra hai phương án, một là mày giữ, hai là khoan cưới đi, dựng hai là bỏ đó. Nhưng mà con nói thôi bỏ là đương nhiên là không được, phải giữ lại. Thì mẹ nói vậy thôi, giờ sinh ra trước đi mà khoan cưới, mày cứ học hành xong đi. Nhưng mà con nói thôi vậy người ta không chịu, bên nhà người ta làm vậy thì con gái người ta không có chắc nữa. Thì mới quyết định là đám cưới luôn con. Cưới luôn. Dạ. Vậy là bao lâu thì cưới ta? Từ cái hôm hai mà... tuần. Tụi con chỉ có dọn dẹp là 2 tuần để chụp hình cưới rồi tổ chức tiệc. Dạ đúng rồi. Như vậy là từ cái hôm mà hung trong nước mắt đó cho tới cái hôm mà làm đám cưới là bao nhiêu lâu? Dạ tầm khoảng 6-7 tháng rồi. 6 tháng. Làm quá trời việc lớn luôn. Dạ. Nhưng mà mẹ con khi mà con về con báo cho mẹ con biết thì cái phản ứng con không mẹ. Dám báo. Con cứ nằm hoài, cái xong mẹ con cái con mới nói với mẹ con đánh tiếng trước là con mới nói là bên nhà ảnh á mới bước qua để cưới. Cái mẹ nói ủa tụi bay còn sớm mà sao tự nhiên cưới, tụi bay phải có cái gì mới cưới, không thể nào mà tụi bay cưới được. Sao nói đi, cái mẹ con lúc đầu mấy ngày đầu thì cứ kêu mày tao kiểu vậy. Xong cái thấy con không thèm nói gì, con buồn. Cái xong rồi cái mẹ mới nói cái sáng mẹ ra sao mày nói chuyện với ba, mày nói chắc em nghĩ nó có cái gì hay sao á. Mà mấy cái mẹ mới vô thôi nói thiệt đi, cái bắt làm nhẹ giọng xuống thôi nói thiệt với mẹ đi, có cái gì không để mẹ biết. Rồi xong rồi con mới nói thiệt thì lúc khi mà con phát hiện là con có em bé được 10 tuần. Dạ 10 tuần tuổi thì lúc đó bắt đầu mẹ con mới biết. 2 tháng mấy rồi ha? Dạ đúng rồi, tháng mấy rồi, 2 tháng mấy. Mẹ sao? Rồi xong mẹ con cũng ok kệ có gì đâu. Có cháu thì ẩm cháu sớm thôi, dù sao ba mẹ mày cũng già rồi. Kệ cứ đẻ để tao chăm cho. Rồi xong xuôi. Như vậy là 2 tuần. Bởi vì mới nói 2 tuần trong 2 tuần là phải rớp rẽn rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thật ra là vậy là năm nay cháu nó được nhiêu tuổi rồi con? À con có 2 bé luôn. Dạ một bé là 6 tuổi, một bé là 5 tuổi. Trai gái đều hả? Dạ không, 2 đứa trai hết. Dạ hai trai hết. Có định kiếm thêm đâu? Không có. Nếu như có khả năng con sẽ đẻ thì em gái rồi, tại vì con thích gái lắm. Như vậy là con có con lúc con mấy tuổi ta? Dạ con nếu mà con cưới là năm 20 thì con có còn làm 21 tuổi. 21 vậy đó hả? Ôi chúc mừng con, như vậy là
coi như từ lúc yêu cho đến lúc lấy nhau là cũng rất là trọn vẹn, rất là trơn tru, đúng không? Được hai bên gia đình cũng rất là đồng thuận với nhau. Rồi bây giờ đến khi cưới nhau rồi, cho tới bây giờ hai mặt con rồi, thì có những cái tật xấu nào mà nó ấn tượng mà con muốn chia sẻ lên đây? Hồi đó anh này, khi mà trước khi anh cưới con, trời mẹ anh khó lắm, mẹ anh không có cho anh đi chơi đêm, khi chơi 10 giờ là mẹ anh tự khóa cửa lại luôn, không có cho anh vô nhà. Cái con cũng thiệt tình đó, sao con nhiều khi con nghĩ lúc mà con giận anh này con nói trời sao mình dễ tin người vậy, sợ sao ai nói gì mình cũng tính chơi. Còn khi mà cưới về không có 10 giờ đó nha cô dân, mà 10 giờ bắt đầu mới đi ra khỏi cửa để mà đi á. Về tới nhà là 1 giờ, có khi 2 giờ, có khi sớm nhất là nó sẽ trước 12 giờ. Không đi đâu, ảnh đi cà phê với bạn bè á chứ không có đi nhậu không? Có. Cũng có. Dạ mà ham chơi. Mỗi lần mà vậy con có buồn không? Dạ có buồn chứ, chỗ con khóc hoài luôn vậy. Những năm mà con mới cưới ra tầm khoảng 2 đến 3 năm đầu tiên á, ảnh cứ hay vậy hoài à, cái con cũng buồn, cái con cũng khóc hoài à. Có nhiều lúc con còn suy nghĩ chỗ chắc mình không thể nào mình ở với anh này được lâu luôn á. Nhiều khi con tức mà con phải nói, tại vì cái tính con rất là nóng. Mà khi mà nói cái gì con hay nạt ảnh lắm. Với lại nhiều khi cái mình thấy con cũng tội nghiệp, tại vì năm những cái năm đó là ông xã con đi học. Thì ông xã con học là bên trường Tôn Đức Thắng. Thì khi mà cái ngày mà ảnh ra trường á là ảnh thay vì người ta đi ra trường, người ta sẽ đi với ba mẹ người ta, người ta đi với bạn gái người ta, còn ảnh là nguyên một gia đình luôn, như con rồi hai đứa con nữa, rồi vô chụp hình, nói chung là ai cũng nhìn hết luôn. Dạ nó vui mà, đúng rồi, vui đúng không, rất là vui và rất hạnh phúc luôn á. Nói chung là cũng nhờ mẹ chồng con, mà chồng con hiện tại mới có được cái công việc nè, ổn định rồi này nọ, thì cũng nhờ mẹ chồng con, kiểu giống như là mẹ thương con mà. Thì không có muốn với có con nữa, mẹ không có muốn chồng con là phải bỏ bê, nếu mà bây giờ không học tới đâu thì sau này không có gì để làm hết, không có lo được. Thì cũng nhờ mẹ chồng con cho chồng con học. Thì trong 3 năm học đó thì con biết là nhiều khi học nó cũng căng thẳng mà, nên con vẫn để cho chồng con đi chơi, nhưng mà giới hạn giờ về thôi, con không có cấm tuyệt đối luôn, từ lúc cưới tới giờ là con không cấm luôn. Nên có nhiều khi gia đình hai bên nè, hay là nói chung bạn bè cũng có nói là sao bây giờ dễ quá vậy, sao không cấm đi nhưng chơi. Mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì con cũng không cấm luôn, ảnh dẫn đi luôn. Nhưng mà ảnh biết giới hạn ảnh về hơn. Tại vì có tầm khoảng một năm hay 2 năm gì trước á, thì mẹ chồng con phải về quê. Tức là trước giờ tụi con sẽ sống trong cái sự bao bọc của ba mẹ rồi. Thì bây giờ mẹ chồng con về quê thì ở đây tụi con phải tự lo. Tiền điện, tiền nước, tiền chăm con, tiền học của con rồi này nọ là tụi con phải tự quán xuyến hết. Thì đâm ra khi mà người đàn ông khi mà họ phải bước vô một cái thế cuộc đó thì họ sẽ tự trưởng thành, họ đúng phải rồi, tự có trách nhiệm. Thì những bắt đầu từ thời gian đó là ảnh về ảnh chăm con, phụ con rất là nhiều. Nhiều khi có đi công tác nè thì ảnh cũng về tranh thủ về sớm lắm, được về là về liền, về phụ chăm con, tắm con. Bà nấu ăn ngon lắm, bởi hầu như dễ nấu ăn cho tụi con, cho mấy mẹ con ăn không ạ. Dạ. Thôi vậy, anh nói khoan, nhưng mà chúng ta quay về với chủ đề đó là khui tật xấu. Khui tật xấu thì có ham vui, chồng vật đó, ham vui xíu. Ham vui đúng không? Ham vui với lại tật xấu là hay ăn mặc lôi thôi lít hết á. Lôi thôi, ham vui và lôi thôi. Dạ. Còn gì nữa, có nóng tính không, có ghen được không? Ảnh có nóng tính, dạ, cũng có ghen. Nhưng mà mỗi lần nóng tính thì sao con? Khi mà nóng tính thì hai vợ chồng có lời qua tiếng lại, nhưng mà anh này lúc nào khi mà ảnh nói xong rồi anh đi, ảnh sẽ đi ra chỗ khác, hoặc là ảnh đi ra đường gặp bạn bè chút xíu rồi ảnh về. Thì khi mà về rồi thì hai vợ chồng ảnh sẽ là nói chuyện trước với con, nói chuyện lại cái vấn đề đó thì giải quyết nó sẽ ấy hơn, chứ không có mà người này lớn là người kia lớn hơn. Tại vì người ta đàn ông mà người ta chỉnh chạc. Đó cũng 29 rồi. Ghen là sao? Con 28 tuổi. 28. Ghen. Có ghen không? Thì ra chắc con cũng không biết nữa, thật ra con cũng không có làm gì cho anh ghen hết trơn. Đúng không? Để cho hai đứa rồi, ghen cái gì nữa. Con không có ghen luôn á. Rồi giờ tới con. Sao? Giờ tới con đó. Con sao? Giờ vợ con sao? Vợ con có tật xấu gì nào? Vợ con thì có tật là cũng lười biếng nè. Lười biếng rồi hay khóc nữa. Lười biếng gì? Dạ, thì cứ lâu lâu nằm á, kêu làm gì đi, cái bắt đầu mà đang nằm đi mình kêu ra rửa chén đi. Nó rồi chờ chút đi, vợ ra là xuống con đi ra ngoài đường làm việc xong về luôn. Còn cả 1 tiếng 2 tiếng luôn. Cũng nằm trong nói đang làm gì mà chưa rửa chén nữa. Nãy giờ quên đó, nhắn tin cho khách nè, đó bận nè, phải nó nằm lướt Facebook nè, đó con nhào vô nữa luôn. rồi sao nào cuối tiếp cùng nữa. con xuống rửa, bắt đầu thấy con rửa bắt đầu mới chạy xuống rửa. Ủa anh rửa hả? Đó bắt đầu mới xuống rửa. Dạ rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ còn hay khóc nữa, rồi lâu lâu mình nói mình như con thì lâu lâu con cũng hơi lời con hơi nặng á. Mà ai nói gì cũng nhẹ, động nhẹ tí hơn là khóc, động nhẹ tí là khóc. Mau nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Không, mít ướt. Mà nước mắt không phải là tật xấu. Mít ướt mà tật xấu. Cái đó nó là do cái gọi là cái cơ chế thần kinh của cái người vợ, của cái người đó chứ không phải là vợ con không. Dạ. Của người đó họ bị yếu về cái gọi là cái tia, người ta gọi là cái tia lệ, cái tuyến lệ đó. Nhưng mà cái đó là do
cái cảm xúc của vợ con nhiều hơn người bình thường. Cái cảm xúc á nhiều hơn. Rồi sao? Có càm ràm, có nói nhiều gì không? Dạ có, nói nhiều lắm. Lâu lâu nói mà không kiểm soát được luôn. Lâu không nói nói chuyện với như nói chuyện với mẹ con đi. Thì lâu lâu như con nói đừng có nói cái việc đó ra nha. Mà như dạng nói nhiều quá, nó liên thiên quá, hồi quên luôn, nói luôn. Buộc miệng nói luôn đó. Bà có hay bà tám luôn không? Như vậy là con. Ruột để ngoài da nè, không có không, con á. Dạ đúng rồi. Ruột để ngoài da. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó nói tin người lắm. Sao ai nói cũng tin. Tin người, có bà tám không? Bà tám bà chín với hàng xóm. Dễ nói chuyện với người khác nữa. Ai nói cũng tin nên cũng trả lời, như nói chuyện như bạn bè lâu quen lâu năm rồi, có trả lời liên thiên vậy. Rồi bây giờ con muốn vợ thay đổi gì? Con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Còn mong muốn vợ con là nói thì con cho phép nói, tại vì con thích nghe vợ con nói lắm. Nhưng mà lâu lâu hạn chế lại, nhớ suy nghĩ kỹ rồi nói, mắt con nói những việc đo mà không trước khi, dạ, đúng rồi. Là người ta gọi ông bà mình nói, ông bà nữa nha. Đó. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Dạ. Đó. Bây giờ là 9 lần luôn á, trong phải 7 lần. Dạ. Tại có mạng xã hội nữa. Dạ. Rồi dạ. Cái mong muốn con là nói lựa lời nói đúng không? Đó, dạ. Nói đúng thời điểm. Vừa lòng nhau dạ. Đó. Ừ. Còn gì nữa không? Dạ không. Dạ con hoàn hảo rồi. Đó, hoàn hảo. Rồi. Còn Kim Ngọc thì sao? Con muốn chồng con thay đổi điều gì? Chồng con thì thay đổi là có cái là hiện tại giờ vẫn đi chơi đó, nhưng mà giới hạn về số một chút xíu nữa, tại vì ở nhà con còn bà ngoại nữa, nên nhiều khi đóng cửa hay mở cửa nó sẽ nghe tiếng với người già ngủ nó khó. Dạ dạ, nên con muốn là chồng con có đi chơi thì sẽ đi chơi sớm chút xíu. Với lại có những cái cuộc hẹn á, mình có thể nếu mà nó không quan trọng quá thì mình có thể ở nhà với vợ con thêm thời gian với gia đình hơn. Hợp lý. Dạ đó, thì con chỉ cần vậy thôi. Thực ra cô thấy vậy nè, hiện giờ vợ chồng tụi con đang có một cuộc sống nó tương đối là nó gọi là theo đúng cái ý của mình á. Dạ. nó tương đối là như vậy. Dạ. Nhưng mà tụi con biết không, tụi con có một cái cả hai đứa đều có một cái gọi là thua thiệt thòi á, so với những các bạn đồng trang lứa là tụi con không được trải nghiệm. Dạ đúng rồi, chưa được trải nghiệm gì cả mà đã có gia đình. Tại vì khi có gia đình khác hẳn lúc yêu đương. Cũng là hai con người đó thôi, nhưng mà lúc yêu đương mà chưa phải là vợ chồng á thì đi chơi đi hưởng thụ rất nó là mọi thứ nó rất là thoải mái. Dạ, nhưng mà khi cũng là hai con người này, nhưng mà khi trói buộc vào chuyện vợ chồng rồi á, thì tất cả cái sự hưởng thụ của tụi con á, là đều là gọi là trong cái vòng thắt lưng buộc bụng và phải suy tính. Dạ. Nó không có thoải mái nữa, nó đều bị áp lực hết trơn. Dạ. Nhất là đã vậy là hai đứa con. Dạ. Thành ra cái việc mà tụi con vợ của con á, dạ, là không có trói buộc con để cho dạ con thoải mái á, đó là con may mắn đó. Dạ, vâng, còn có rồi. Một người vợ mà sẽ trói buộc con, kiểm soát giờ giấc của con là rất mệt. Và thậm chí là có thể là tụi con rã bèn luôn á, chứ không có giỡn đâu. Thì cái điều đó là con làm là đúng. Đang trên vấn đề đúng nha. Nhưng còn về phía con ha. Bởi vì sao? Hồi nay cô đừng nói hai đứa con đều giống nhau, đều không có cái thời gian để được enjoy. Thì thành ra con phải nhớ là đến một lúc nào đó vợ con sẽ có cái nhu cầu đó. Dạ vâng. Đúng không nè? Dạ đúng rồi. Thành ra lúc này có thể vợ con chấp nhận cái chuyện là con được quyền đi chơi, được ham vui, được thế này thế nọ ha. Vợ con chấp nhận hy sinh ở nhà để lo cho hai đứa nhỏ. Nhưng đến một lúc nào đó con nó lớn rồi, tự nhiên vợ con cảm thấy ủa sao cái thanh xuân của mình nó mất tiêu đâu vậy. Dạ đúng rồi. Đúng không? Cho nên ở đây cô đang ý nói như vậy nè, tụi con vừa phải lo cho gia đình nhưng vừa phải enjoy mà cho hai vợ chồng, chứ không phải là một mình con. Dạ, con phải cho vợ con cũng phải thử hưởng thụ theo con. Dạ vâng. Đó nha, lâu lâu mà gửi được cha mẹ, ông bà đó, thì hai vợ chồng nên đi thú vui đi. Đó. Dạ, chứ đừng có để một lắm mình vợ con nó ở nhà nghe không? Nghe. Dạ. Rồi bây giờ ra là các con đã nói về cái mong muốn của các con về người bạn đời. Vậy thì bây giờ chú cũng có một cái mong muốn. Tức là hồi nãy chú hỏi cái cột mốc mà các con yêu nhau như thế nào, tụi con cũng không nhớ. Rồi ngay cả con cũng nói với chú luôn là cái việc tỏ tình cũng không có luôn. Đúng rồi. Thì hôm nay, đây, với một cái chương trình đặc biệt như thế này, người phụ nữ đã phải hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình làm mẹ rất sớm và cho con có được hai đứa con rất là tuyệt vời. Vậy thì hôm nay chú rất là mong con có một cái lời gì đó với vợ con như là một cái lời tỏ tình, có chú được hay không? Chú Bình hay quá chú Bình ơi. Dạ được. Chú Bình quá hay luôn. Ok. Có thể đứng đúng lên rồi. Tôi đứng lên. Tôi không nhìn thấy gì chứ nghe. Nhìn chị đi em, nhìn chị đi em hay quá. Thôi em nhìn quá, em nhìn nhiều lắm rồi nghe. Nào con đừng có quay lưng vậy. Rồi đó, này đó nghe đó hay nghe. Suốt 8 năm qua chồng chưa làm được gì cho vợ, cảm ơn vợ rất nhiều luôn vì đã tin tưởng đi theo chồng đến tận bây giờ luôn. Sau này vợ có nguyện đi với chồng hết suốt cuộc đời này, tin tưởng chồng sẽ mang hạnh phúc hoàn hảo nhất đến cho vợ luôn. Chồng yêu vợ. Trời ơi thiệt vời, thiệt á, thú tim luôn á, thật sự mà nói luôn á. Tôi biết nó sẽ khóc.
biết thì đứa đó mà những giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Trời ơi, hung qua cái máng luôn rồi. Ủa quên, hung qua cái tấm chắn luôn. Thật sự rất là tuyệt vời, và đây là những hình ảnh nó rất là ý nghĩa ha. 10 năm sau, 20 năm sau các em sẽ thấy nó ý nghĩa vô cùng ha. Lúc nào mà chồng con quên á, mà ham vui quá quên á, con đừng thèm điện thoại anh ơi, về đi. Con cắt ngay cái chỗ này nè. Đó. Lên YouTube con cắt cái chỗ này á, để cái TikTok á, con gửi cho chồng con. Chỉ cần nhiêu đó thôi, con xem vô. Rồi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai con. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình.